Quý vị hãy đoán xem là bài gì nhé. Kính mời quý vị cùng đoán. Hay lắm, mọi người nhớ coi đừng có rời like nha mọi người. Bài này là xuất sắc. Ngày dài mưa phùn, nắng gió đều đều. Quanh đây đâu đâu mây lặng bay. Ngoài trời buồn thì chẳng xóa đôi đi. Xa xa thật nhanh cây tàn khô. Đôi tình gần kia hãy ôn nhau đi. Tìm cho lòng mơ đông anh nhưng mùa đông còn đâu. Mình còn mơ chẳng nghĩa sáng đêm. Đến với những nỗi nhớ vẫn cứ. Nói mai ai qua đây cho tim em thôi lạnh giá. Guitar mà cháy như thế này và nói là cảm ơn Xuân Tâm đã truyền cho một cái lửa rất là tuyệt vời ngày hôm nay. Nhưng mà quý vị có thấy tuyệt không quý vị? Vừa nghe xong một phần trình diễn của một đôi song ca nam quý vị nhá. Cảm ơn hai bạn rất nhiều luôn. Nếu mà chúng ta nghe radio không nhìn là chỉ biết là nam thôi. Một bài hát rất quen thuộc thôi. Hát đi mà. Ở từ từ hát thì cái gì làm gì từ từ nghe nó giới thiệu chứ. Cái bếp hát được chứ? Được chưa đúng
tim em đã dâng trao cho tình yêu. Dù đường tình yêu muôn khó khăn và đôi khi em biết em không được may mắn, chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy, mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì. Đã yêu nhau thì cứ yêu đi, sẽ cho ta ngày tháng chẳng hề vung phí. Và nếu bây giờ em đây được nói một lời, nói em còn yêu mãi một người, chẳng có bao giờ em muốn xa rời. Dù ngày mai tới cần anh biết em luôn hằng yêu anh, chẳng có bao giờ em thấy ân hận, chỉ cần em biết. Chúc mừng Bình Phúc nha quý vị. Hết luôn ơi. Giữa bóng tối anh ngồi đây buồn khói thuốc, giữa những nỗi đau còn đang kêu than trong hồn anh cho đời xót xa, vì nụ hôn còn thiết tha. Khói thuốc trắng ly cà phê càng thêm đắng, thấm ngón tay vàng điểm chơi với theo thời gian gọi nhịp vắng. Giờ thầm chết trong ai, tim chơi vơi theo thời gian có nhịp vắng em. Giờ thầm chết trong ai. Xin cảm ơn những tràng pháo tay của tất cả quý vị rất nhiều ạ.